dùng sản phẩm đối thủ. Microsoft vừa gửi thông báo cho nhân viên, yêu cầu tuân thủ quy định không được dùng một số phần mềm và dịch vụ của đối thủ. Theo ZY, Microsoft cấm nhân viên sử dụng Slack Free, Slack Standard và Slack Plus, đồng thời không khuyến khích sử dụng Amazon Web Service và Google Docs. Ngoài ra, GitHub cũng không được sử dụng do lo ngại nguy cơ dò dỉ thông tin. Còn Grammarly bị cấm triệt để. Grammarly là công cụ kiểm tra ngữ pháp và chính tả giúp phân tích ngữ cảnh từ đó xác định câu có được viết chuẩn hay không thoạt nhìn microsoft đang cấm sản phẩm của đối thủ để nâng vị thế sản phẩm của công ty tuy nhiên hãng này cho biết lý do đằng sau là lo ngại bảo mật trong thông báo nội bộ microsoft cho biết các sản phẩm bị cấm có nguy cơ gây dò dỉ thông tin mật và đây là lý do nhân viên cần sử dụng các giải pháp thay thế của hãng